công tác tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, là căn cứ để kịp thời phát hiện hành vi phạm tội xảy ra. Thời gian qua, với quy chế phối hợp liên ngành giữa nhiều cơ quan trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, công tác này đã thu được những kết quả đáng khích lệ, tạo tiền đề cho mọi công việc giải quyết án được kịp thời đúng quy định của pháp luật. Năm qua, công tác tiếp nhận tin báo tố giác về tội phạm giữa các cơ quan liên ngành và Viện Kiểm sát hai cấp cơ bản đã phát huy tốt mối quan hệ phối hợp chặt chẽ với nhau, duy trì việc thông tin, trao đổi kịp thời những tình tiết mới phát sinh, những trường hợp phức tạp để thống nhất hướng xử lý, đảm bảo các vụ án được tiến hành điều tra nhanh chóng, chặt chẽ và toàn diện. Có thể nói, mối quan hệ phối hợp giữa các đơn vị liên ngành, mà cụ thể là cơ quan cảnh sát điều tra, với Viện Kiểm sát và Tòa án ngày càng có nhiều chuyển biến tích cực. Trong năm 2020 cũng như 6 tháng đầu năm 2021, thì đơn vị cũng đã phối hợp rất là tốt với các lực lượng liên ngành, đã trong đó là khởi tố gần 10 vụ án hình sự có liên quan đến vấn đề ma túy, rồi công tác quản lý bảo vệ an ninh trật tự trên địa bàn, cũng như là làm tốt công tác nắm hàng trăm cái nguồn tin có giá trị, và đơn vị cũng đã thường xuyên thông tin liên lạc với các cái đơn vị theo cái quy chế phối hợp. Theo thống kê, từ tháng 11 năm 2019 đến tháng 9 năm 2021, liên ngành thành phố Đà Nẵng đã tiếp nhận và giải quyết hơn 300 tin báo tố giác tội phạm và kiến nghị khởi tố, đặc biệt đã phối hợp chặt chẽ trong việc tiếp nhận giải quyết các vụ việc nghiêm trọng phức tạp liên quan đến công tác phòng chống Covid-19 được dư luận quan tâm. Tại hội nghị sơ kết công tác phối hợp năm 2021, Thành ủy Đà Nẵng đã ghi nhận và đánh giá cao sự hỗ trợ hợp tác để xử lý những kiến nghị khởi tố tin báo tố giác tội phạm nhằm phục vụ tốt nhiệm vụ chính trị của địa phương. Đề nghị lãnh đạo liên ngành cần tiếp tục lãnh đạo chỉ đạo thực hiện quy chế phối hợp một cách thực chất, hiệu quả, tuân thủ đúng các nguyên tắc đề ra, phát huy những kết quả đạt được và khắc phục những hạn chế tồn tại đã được chỉ ra, rồi tiếp tục hoàn thiện quy chế phối hợp để quy chế này thực sự là một cái gậy để mà giải quyết được những vấn đề vướng mắc khó khăn. Bên cạnh những khó khăn thường thấy thì sự phức tạp của tình hình dịch bệnh COVID-19 cũng khiến việc xác minh tin báo, tố giác và làm việc với các đương sự ngoại tỉnh gặp nhiều trở ngại. Nhưng với sự chủ động trong việc phối hợp giữa các đơn vị liên ngành đã và đang góp phần giải quyết nhanh, phù hợp và chính xác các vụ án, không để oan sai và bỏ lọt tội phạm.